Chết đi. Bóng đâu của cậu nhỉ? Dạ, thưa anh, vẫn đây ạ. Xin lỗi, xin lỗi. Chết đi. Bóng đâu rồi cậu nhỉ? Dạ, vẫn đây ạ. Tiến sư đứng bóng bé như quả nho thế này thì làm sao mà đánh trúng được cái gì? Anh để em mua hoa nào, mang cho anh quả bóng đá. Không có anh quả bóng cổ không được. To mà. Ừ, này này, không, không, không. Đừng nói thế không bà con lại tưởng anh em mình đá bóng trong phòng mình chết. Dạ, không sao. Bây giờ sức khỏe của sếp là vốn quý của hợp tác xã. Không nhưng mà sếp cứ tập thể dục thể thao thoải mái không sao cả. Không nhưng mà cái môn này khó chơi quá cậu ạ. Tôi cứ tưởng môn thể thao thường thường thế nào, chứ môn này thì tôi thấy khó quá. Chẳng giấu gì anh, em biết là anh lên đời từ nông dân. Em tìm mãi được cái môn này mà nó giống như cái môn Cuốc đất. Cuốc đất thì tôi cuốc tốt, tôi cuốc ngon. Vâng. Nhưng mà cái này nó không giống cái cuốc, hơn nữa là bóng của bé như quả nho thế này. Quả đâu, đã bảo mang quả bóng đá ra đây rồi đấy. Không có bóng như to mà. Thôi. Bây giờ chơi mệt, vụt vụt hoài mệt rồi. Tôi không chơi nữa đâu. Sao thế anh? Tôi thấy nóng ruột lắm. Ui, nóng ruột à? Vừa nãy sếp lại ăn bậy gì à? Bậy rồi. Tôi ăn cái gì là do các anh cho ăn chứ làm gì mà tôi ăn bậy. Tôi nóng ruột ở đây là tôi nóng ruột vì công vì việc. Công việc bây giờ thì công việc nóng ruột quá. Anh ơi, công việc thì dưới có bà con xã viên người ta lo rồi. Mới cả mỗi một đội sản xuất thì đã có tổ trưởng nó đốc thúc rồi. Cuối năm một sản lượng sản phẩm, sản phẩm sản lượng. Thế thì anh làm gì anh để lo? Thế bây giờ lại làm gì? Lại chơi tiếp à? Vâng. Thế cậu có trò gì mới? À, bây giờ ấy à? Anh hay là em hát không? Ui, hát à? Dạ. Lại nhạc Trịnh Công Sơn rồi, thôi. Dạ vâng. Anh xin cậu. Bây giờ mà cậu lại hát cái gì chết. Này, tôi nói luôn nhé. Nhà tôi bây giờ là toàn những cái nhạc Trịnh của cậu ấy. Tôi góp ý luôn là lần sau đừng có tặng đĩa nữa nhé. Nhà tôi toàn cái của cậu. Ấy, sếp đừng câu nệ quá. Nó bảo là cái đĩa mà em đi mua ngoài hàng nó đắt tiền ấy. Thì bảo là em định sếp, em hối lộ sếp. Nhưng cái này em làm được. Phát free, sếp thoải mái dùng. Tôi vẫn lo lắng công việc lắm. Chúng ta, tôi biết là các xã viên quan tâm đến tôi, lo cho sức khỏe của tôi. Thế nhưng vấn đề là ở chỗ là bây giờ chúng ta cứ chơi hoài như này thì không biết xã viên làm ăn thế nào. Bây giờ thì lại chơi tiếp à? Anh ơi, anh không phải lo. Cái công việc ở dưới bà con đã lo yên tâm hết cả rồi. Bây giờ sếp cứ nghỉ ngơi đi. Sếp cứ nghỉ ngơi cho anh. Thế không chơi gì nữa. Có đi đâu? Dạ. Mang giúp hai cái ghế ra đây. Sao lại không có ghế? Sao anh bảo đi? Có vận động thể lực gì chứ không yếu người quá rồi. Có cái trò gì vận động thể lực không? Cậu có trò gì vận động thể lực không? À, cậu có trò gì vận động thể lực không? À, bây giờ là chơi trò mới anh nhá. Trò gì? Bây giờ mình sẽ chống đẩy. Chống đẩy? Vâng, chống đẩy theo thể thức đơn nam trên nền nhạc. Đấy, cái môn này tới rồi. Ok, hết chống đẩy chưa? Vâng. Nào. Nhạc đâu? Trên nền nhạc bắt đầu chưa? Vâng ạ, trên nền nhạc của bài Xếp là tất cả. Xếp là chủ nhiệm, xếp là doanh nhân, có nhiều công trạng, lo lắng cho dân. Xếp thật tài năng, tư duy thật sáng, có nhiều kinh nghiệm, mỗi tội hơi ngang. Xếp chỉ việc chơi, cho dân được nghỉ. Xếp đừng thuyết trình, cho dân không phải đau tay. Xếp hãy tập thể thao, cho thêm mạnh khỏe. Xếp đừng có làm, cho dân không phải lo âu. Xếp là tất cả, xếp ơi, xếp là tất cả. Xếp ơi, xếp là tất cả. Xếp ơi, khi xếp đã mệt, hãy nghỉ lấy hơi. Tôi lần nào cậu cũng nghĩ ra nhiều trò mệt mỏi thế. Cứ rèn luyện thể lực thế này thì tôi cũng đến chết mất. Dạ vâng, thì bây giờ sức khỏe nghỉ, của nghỉ. Lại nghỉ á? Nghỉ thôi, mệt quá. À, thế bây giờ anh vào trong nhà nghỉ ngơi nhé. Lại nghỉ à? Vâng, lại nghỉ. Thôi mệt thì vào đi nghỉ đây vậy. Thư ký đâu?
bây giờ công việc thì ổn rồi, bây giờ anh vào. Nhưng mà tôi vẫn lo lắm. Không, tôi nghĩ là hợp tác xã chúng ta. Sếp ở đây với em nhé, ngoan nào. Vào nghỉ ngơi, vào nghỉ ngơi. Tôi vào một tí nữa. Này, 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 này. Làm cho mới mệt lại quá anh nhé. Này, cho uống sữa trước, xong rồi cho uống ngủ xong nhé. Rồi, biết rồi, đỡ ạ. Nguy hiểm thật đấy. May mình tỉnh đòn đấy. Cô lén phén luôn, lại triệu tập trong cuộc họp vỡ mồm như trời chơi. Mà cái đội sản xuất ấy, quái giờ này chưa thấy lên được họp hành thế nào đâu. Thư ký đâu? Dạ, em đây ạ. Dạ rồi. Dạ. Này, chủ nhiệm nào đấy? Ôi dồi, như trẻ con ấy. À. Hôm nữa, vừa mới dỗ một cái, ngủ ngay. Được cái là nhanh mệt ấy. Ôi thế say rồi, à ngủ say thôi. Tốt, tốt. Này, tôi dặn cô là nhắc cái đội sản xuất của hợp tác xã lên họp. Đâu rồi? Rồi, em mời xong rồi, để em ra bảo họ vào nhá. Cho vào, rồi. Mời các vị. Mời các vị. Ngủ rồi, ngủ rồi. À, các vị ngồi. Này, này. Ngồi nghỉ thế xong chắc thủ họp luôn đấy. Không có ông mà tỉnh dậy vỡ ngủ. Ờ, đúng rồi. Có danh số, danh thu cụ thể nhá. Dạ, vâng, như có số trên TV. Ôi giời, quý vị cứ yên tâm. Để thư giãn trước cuộc họp, cũng như nói lên nỗi lòng tôi, xin gửi tới quý vị ca khúc Tiến Thoái Lưỡng Nan của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để nói lên tấm lòng của tôi. Thôi, tôi lại ông kẹt ngay. Ôi, thế lại thôi. Thôi, sẹt ngay đi, tôi lại ông. Hát tầm lại thôi, thì làm thế nào? Ông ngồi ông Kim đi đi ạ. Tôi nói cô ấy. Dạ, ông cứ lèo 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 lèo. Em tưởng là anh là đội trưởng, cất nhắc đây là đội phó thì anh nói gì em phải nói theo chứ ạ. Tùy từ cái vào họp ấy, ông mà dậy bây giờ là phiền ấy. Ờ, họp đi. Nè, mà tôi nói thật với các vị ấy, tôi mệt lắm rồi đấy. Công việc nó khó quá, tôi mới tưởng dễ nhưng mà không dễ lắm rồi, tôi nản rồi đấy. Tôi chết tôi rồi, tất cả là con xã viên với tôi đều trông cậy của ông cả. Nhưng bây giờ ông bảo khó, thế ông định play của tôi à? Ông định chơi của tôi à? Ông có ba phần cười nhỉ? Tôi đường đường là một nhân viên kiểm tra, chuyên gia chứ, kiểm tra chất lượng, cái ổ cắm điện, xuất xưởng. Bây giờ tự nhiên lại điệu tôi về đây xong lại bảo tôi bày trò tôi chủ nhiệm cho được. Tôi chịu rồi đấy. Này 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 này, mà nói lại cho tôi nghe cái ổ cắm điện là như nào. Không, ông không biết cái ổ cắm điện à? Tức là nối điện vào xong thì lấy tay mà thử điện đây này, nếu mà nó hở thì nó giật phát thì loại, nó không hở nó không giật đem bán thế thôi. Cái trò này hay đấy, tôi nghĩ hay hôm nào ông rủ ông chủ nhiệm chơi trò sờ tay ổ điện xem nào đấy. Lại mồm ấy. Này, nhớ điện, điện, điện nó hở, nó giật cái ông lăn quay chết thì làm nào? Tốt! Ở dưới cũng được. Sao lại đối xử với ông như thế? Dù sao ông cũng là chủ nhiệm mà ông lãnh đạo với hợp tác xã này ăn lên làm ra bao nhiêu năm nay rồi. Sao lại đối xử với ông như thế? À, thế ông phải trò khác đi. Trò khác à? Thú thực là tội hết trò rồi đấy. Bây giờ còn cái hát nhạc Trịnh được không? Rồi, hát nhạc Trịnh được không? Lúc nào ông cũng hát được, khổ lắm. Này, mà ông chủ nhiệm ông không có việc gì làm đấy, ông lại ngồi nghĩ ra là chiến lược mới đấy. Thì... mà mỗi cái chiến lược quan hợp tác xã là bọn tôi đang vỡ hết cả đầu rồi đấy. Vỡ hết cả đầu. Thì tôi tưởng là cái quan hợp tác xã nó đang chạy ngon đấy chứ. Ngon, ngon là ngon nào? Này, tôi nói ông nghe nhá, không có tôi áp dụng các biện pháp quân tuyệt nhá. Cắt cơm bỏ đói, xong rồi hô dân quân cua cổ chúng nó lại. Chúng nó mới chịu nghe, không thì nó cầm cuốc phang chết tôi rồi. Chết cho tôi rồi đấy. Này, nan giải thế rồi. Quá nan giải. Nan giải quá. Này, tôi nói ông nghe nhá, ngày xưa ruộng nhà nó màu mỡ, nó trồng nhiều ăn nhiều, trồng ít ăn ít. Thì đúng rồi. Bây giờ lại bày ra cái trò à, cắt bỏ bờ bao à. Thu nông sản về một mối chia đều đầu người bữa nó ăn ba bát, bây giờ bát nó chia đi một bát. Làm thế là dở thôi. Nó chả đánh rồi này. Xong là nó còn chế nhạc, nó hát thế à? Cho chế nhạc rồi nó chửi nó. Thế này nó chửi thế nào? Đây để tôi hát cho con nghe. Thế lại nhạc, lấy cho tí nhạc á. Bao nhiêu
năm à. Anh nghe cái bài này nghe quen quen nhỉ. Như là cái bài Một Cõi Đi Về này, sáng tác của nhạc sĩ Trương Quý Hải bảo. Bài 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 nào? Đó không phải à. Bài này của Phi Thanh Vân đấy. Phi Thanh Vân thì chắc rồi nó chửi cái chương trình vẫn quan được tác giả của con ông đấy. Sâu cay quá. Hai cái gì mày? Còn hai cái gì? Sâu cay. Sâu cay ý nghĩa. Đấy ông xem đi, nếu bây giờ mà không có ông ấy thì đấy nó phiền như thế đấy. Cho nên là chúng tôi mới cần ông là nghĩ ra trò trong chủ nhiệm chơi để ông ấy không nghĩ ra cái chiến lược gì nữa. Bây giờ mà nghĩ ra chiến lược là tách ra là lại phiền nữa. Xong lại đi động viên xem là bà con xã viên nó bè bờ đắp đập, xem nó còn ít đất nào xin nó một ít đắp mộ luôn thì thế. Ôi cái mộ cái bà này. Ui cái mộ. Đến lúc đấy để cho cái tượng đạc nhá. Mình không đi đâu mà dọn đâu ấy. Em không định dọn đâu ạ, kệ ông thôi. Này, ơi, chủ nhiệm dậy rồi à? Vâng, cái gì mà sao không thấy rủ mình họp? Anh cứ vào nghỉ ngơi đi, không phải làm gì đâu, không phải suy nghĩ thêm gì nữa đâu. Dạ. Tôi nghĩ hình như là các vị định chơi thôi. Dạ không ạ. Tôi biết cả rồi đấy, đừng có cái nữa. Không ạ, sếp ơi, cái việc quá nhỏ, bọn em giải quyết xong rồi, bây giờ sếp có nghỉ thôi đi đâu. Mày sao đi tìm chứ chủ nhiệm chạy nó sắp ra ngoài này. Đây đây rồi. Vào trong nhà, rắc vào trong nhà cho anh tôi ngủ cái đá trước. Đã bảo không chơi mà mỏi tay không chơi. Thôi em chơi trò khác. Đã bảo là không chơi mà. Trò khác. Không chơi mà lại. Tôi biết thừa là các quy định bày trò cách ly tôi. Không cho tôi họp, không cho tôi ý kiến. Tôi làm cái gì cái kiểu đấy. Tôi biết chứ. Tôi biết hết cả rồi đấy. Dạ đâu có. Không không ạ. Anh kể cả cậu nhé. Dạ. Cậu còn... Cậu là trợ lý của tôi mà cậu toàn bày trò cho tôi chơi đi. Cô không cho tôi thời gian để tôi học hành, tôi suy nghĩ thì các cậu đi. Các cái tờ tôi biết hết rồi đấy. Ủa thế, thế anh biết rồi à? Tôi biết hết rồi đấy. Cái này là đội sản xuất nó xui em. Đội sản xuất ạ. Đội sản xuất xui à? Dạ. Đưa ra xui. Thật. Đội trưởng à? Dạ. Anh nói nghe chú hay. Vâng. Anh đã cất nhắc chú lên làm đội trưởng đội sản xuất hợp tác xã. Dạ. Còn cái chức chủ nhiệm này anh tham quyền cố vị làm gì, anh làm một vài năm nữa thôi rồi anh lại bàn giao cho các em cả. Chắc là anh làm cái chức này mới có hơn 20 năm thôi mà, đã có lâu la gì đâu. Anh chỉ làm vài năm nữa rồi anh sẽ giả anh chúng mày sẽ làm gì mà chúng mày bắt anh về hưu sớm thế hả? Đây là anh nghe hiểu nhầm ý em rồi. Trong thâm tâm em, anh lúc nào cũng bảo cây cao dễ đổ, anh nhầm cây cao bóng cả, hà hủy bóng cả mắt, che chở cho đàn em chúng em. Dạ vâng, nói theo một cách khác là che hết ánh sáng của đám cây phía dưới. Anh nói tên là cây cao bóng cả. À vâng, đúng rồi, cây cao bóng cả hàng ngày đứng che mắt cho đàn em chúng em. Anh biết. Vâng, mỗi lời anh nói là một mệnh lệnh. Bọn em nghe lời hết. Vâng, em không dám cãi. Thế mà các em lại còn định cách ly anh, không cho anh nói, không cho anh hỏi thế nào nhỉ? Căn bản là anh nói nhiều quá. Nói nhiều quá mà mỗi lời anh nói lại là nặng như là Lý Thái Sơn. Chứ nói ít không chịu được chứ nói nhiều thì... Các cậu, các cậu đúng là không hiểu hết lòng mình. Lòng tôi nói cho các bạn hay nhé, là thứ nhất là việc tôi nói là việc của tôi. Việc nghe là việc của các bạn. Vì làm nào các bạn không có nghe đâu. Đúng. Thế bây giờ tôi nói thì cứ để ý cho tôi nói đi. Lại còn cấm tôi nói. Vâng. Làm cái biết tôi phải thức bao nhiêu đêm trắng để tôi diễn thuyết cho đỡ thèm thôi. Diễn thuyết thằng nào nghe? Là quái cứ là nghe chứ một mình rồi. Thế bây giờ sếp không gọi con thư ký mà nhưng mà diễn thuyết cho nó nghe. Gọi buồn. Chứ lại nhưng mà diễn thuyết được nửa bài thì nó ngủ mất dần, mà nó ngủ thì tôi lại ngủ, mà thế lại mệt, mà mệt thì không diễn thuyết được. Mớ, tính em mà hắn ngủ. Con điên. Không mỗi cái việc nó không làm được, chỉ là cái sự phổi. Đừng cãi nhau nữa, đừng cãi nhau nữa. Các cậu không hiểu hết được lòng mình đâu. Các cậu không thể hiểu hết lòng mình. Lòng anh đâu? Đâu lòng anh đâu? Lòng mình đây. Đúng rồi. Khổ quá, không phải là lòng thôi. Thế cái gì? Tôi đang muốn nói đến một cái chiến lược mới. Tôi chết bỏ mẹ tôi. Chiến lược mới. Nào. Làm cái gì mà cuốn hết đây? Xếp vào hàng nào. Đừng vào. Chiến lược thì có cái gì mà cuốn hết đây? Em sợ. Anh chuẩn bị chia sẻ với các em một chiến lược mới. Cho anh hỏi trước, có phải chiến lược One hợp tác xã của các em nó thực hiện tốt đúng không? Dạ vâng. Có vài mặt là hay cãi luôn nhưng mà anh đoán hết rồi. Tốt. Good, very good. Vấn đề ở chỗ ấy là đó chỉ là chiến lược nền tảng, còn chiến lược phát triển trên chiến lược đó là một chiến lược cao siêu hơn nhiều mà anh sắp chia sẻ với các em sau đây. Anh muốn hỏi các em trước, đây là toàn chỗ anh em trong nhà cả. Anh hỏi vài câu mang cái chất survey. Vâng. Các em nghĩ anh hiền lắm đúng không?
Thấy hơi hiền đấy. Các em nghĩ anh mộng mơ lắm đúng không? Quá mộng mơ. À không, lãng mạn, hơi lãng mạn. Lãng mạn thì hơi hơn. Các em nghĩ anh ngu lắm đúng không? Vâng. Cái này em nghĩ là hơi hơi biết ngay mà đấy. Các cậu lúc nào cũng nghĩ mình là hiền lành, mơ mộng. Mà tôi nói với cậu Thanh nhé, thằng này mà ngu nhé, còn lâu mới làm chủ nhiệm 20 mấy năm nay. Chẳng qua là ngu cao kinh hiểm mà thôi. Chiến lược sắp tới của chúng ta đó là chiến lược One chủ nhiệm. Tức là chỉ có một chủ nhiệm thôi. One chủ nhiệm là sao hả anh? Tức là ta sẽ bỏ tất bọn cán bộ cấp 5, cấp 6, cấp 7 chém hết. Chém chứ. Bởi vì như này nhé, cái bọn mang lại lợi nhuận cho chúng ta là bà con xã viên từ cấp 1 đến cấp 4. Còn là cái bọn cấp 5, cấp 6, cấp 7 phần lớn là ngồi không, ý kiến nhiều hay cãi, lương cao mà lại không làm gì cả. Chuẩn. Cho nên là ta là phải chặt tất, chủ tất và chỉ giữ lại quan chủ nhiệm thôi. Công nhận chuẩn. Nhưng mà anh ạ, sao không? Tình hình là bọn em cũng là loại có sừng đúng không? Mà nói đúng đi. Cũng thủ lĩnh một phương đấy. Anh bảo là bỏ được. Buồn cười nhỉ các vị nhỉ? Con này nói đúng đấy. Bây giờ ông tính sao? Hả? Cho nghỉ đây. Anh làm thế? Các chú cứ bình tĩnh. Anh nâng các chú lên được thì anh hạ các chú xuống được. Các chú đánh giá hơi nhầm về bản thân anh ấy, nghe không? Các em nhầm hết cả rồi, các sói ạ. Ôi, cái gì thế? Lại chiến lược. Chiến lược đâu anh ơi, sói hay lợn gì cũng mặc đây, nhưng mà chiến lược gì anh? Đấy, anh nói rồi. Bây giờ bọn em bị sơi anh thì anh sẽ có chiến lược mới với em. Dân quân đâu? Dân quân đâu? Bé cổ này là cho anh. Dân quân ơi, chủ nhiệm. Bé cổ của nó. Chủ nhiệm. Chủ nhiệm bình tĩnh. Không. Chúng mày phải biết là anh trưởng thành từ phong trào mafia xã. Mấy cái trò này anh làm cái một. Dân quân nghe đấy. Dạ. Có em. Bọn này khử. Một cơ hội. Ok, anh lúc nào cũng nhiều cơ hội với chúng mày. Bây giờ anh sẽ cho các em một cơ hội. Vâng. Sao đội trưởng bước lên phía trước một bước, anh hỏi. Dạ, anh. Anh hỏi chú. Vâng. Một của một của mấy? Hai luôn. Chú biết quá nhiều. Chú rất đáng chết. Thôi. Đen sân sau bắn. Đội phó. Dạ. Cô đang phía trước anh hỏi. Dạ. Một cộng một bằng mấy? Một cộng một bằng mấy? Dạ, em cũng biết ạ. Quá tốt, đáng chết. Trợ lý. Dạ. Đi đâu đi nào? Đi chưa? Vào đây hỏi. Xong lượt thứ hai rồi đấy. Em định trợ lý nghe anh hỏi. Dạ. Một cộng một bằng mấy? Một cộng một bằng bằng mấy? Thôi bây giờ cho em thay một câu trả lời. Em xin hát tặng anh bài Tôi Yêu Được Tuyệt Vọng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thôi, rất quân nghe đây. Dạ. Cái này không có nhiều tội lắm. Đấy, dạ. Chỉ giúp anh ăn chơi thôi, không sao dạ. Cả. Nên là em cho vào đội văn nghệ xã. Ôi trời, em đội đi chủ nhiệm. Bà con sẽ biết, già mà chẳng biết. Dạ. Em đi. Nhìn chung cũng không có nhiều tội, nhưng mà anh rất bất bình cái việc là cái thời gian qua anh làm việc quá quả tăng. Nay anh cũng muốn em phải chịu cái hình phạt như vậy. Dân quân nghe đấy. Dạ. Má nó phải chạy bò sữa cho nó bắt sữa bò. Anh ơi, cho nó bắt là chạy.
xã viên thân mến, muốn là số 1, mà khi chúng ta lại có quá nhiều lựa chọn, tốt hết hãy gom làm 1. Sau khi gom làm 1, hãy khử tất cả những ngọn đứng xung quanh, lúc đó chúng ta sẽ là số 1. Và tôi sẽ luôn là số 1. Đứa nào bằng số 1? Dạ, xin ông chủ nhiệm, em lạnh trước cỏ. Xin lỗi quý vị, mời quý vị vào cái phần này. Và thưa quý vị, sau phần ai là số 1 thì chưa có câu trả lời cho HO, bởi vì là khi cứ số 1 này lên thì sẽ có số 1 khác cử, và rốt cuộc chúng ta sẽ khó tìm ra số 1, nên cách tốt nhất là đừng dại làm số 1. Và